Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Hôm nay mình lại vào kho nữa. Tuần trước thì mình vào kho thì xe về khá nhiều, nhưng mà đợt tuần này thì nó giảm đi cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà trong kho thì nó vẫn còn nhiều một số dòng cho anh chị bạn hỏi. Ví dụ như tay ga thì nó có SH này, Vao này, rồi Mốt này, Vision này, và một số dòng xe khác. Ngoài những dòng tay ga thì có dòng tay côn nữa này, quá nhiều luôn. Có gì mình sẽ quay sau cho anh em. Thì đồng hành với từ trong nay thì có Luyến xô trời giới thiệu mọi Luyến á. Cả nhà nha, thì có vẻ trong tuần vừa qua cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị em là quay vào trong kho để mà những mẫu xe zin cho cả nhà mình tham khảo. Thì hôm nay em Luyến sẽ đáp ứng nhu cầu của cả nhà ha, quay về những mẫu xe tay ga bao gồm là Honda SH này, Vision AB, dòng Mod, SH Mod nữa cho cả nhà mình tham khảo nha. Mọi người mình đang có nhu cầu muốn mua cũng như là có ý định muốn mua thì mình liên hệ đặt lịch liền ngay cho Luyến nha. Sẽ nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng duy nhất khi khách hàng có liên hệ qua số hotline hoặc là Zalo của em Luyến là 0905299064 nhé. Thì qua cho cả nhà, đầu tiên là về dòng SH đi. SH thì nó có về cho cả nhà cả phiên bản 1225 và 160 nha. Bao gồm tất cả các màu luôn, là màu xám đen này, màu đỏ bóng này, màu trắng đen, trắng dè đen. Cái mẫu này hot lắm nè. Okay. Màu trắng đen á. Hiếm hàng, thực sự ra thì rồi. Nhiều cửa hàng là cháy hàng, không có hàng nữa. Nhưng mà Luyến thì hiện tại thì vẫn nhập về cho cả nhà để anh chị em mình ưng thì có thể nhắn tin liền cho Luyến để sở hữu ha. Có cả màu đen bóng này và màu đen nhám nữa. Đó, rất là nhiều màu đẹp luôn. Cả nhà mình xem video hôm nay mà thấy em nào ưng có thể chụp màn hình lại khoanh cái tròn lại em sẽ lại để Luyến báo giá chi tiết cũng như là tư vấn kỹ về em xe đó cho cả nhà mình nhé. Mức giá hiện tại của một em xe SH 125 phân khối đang hỗ trợ cho cả nhà thì chỉ có 74.900 thôi. Trả trước duy nhất 15 triệu là sở hữu xe rồi nhé. Liên hệ đặt lịch trước, Luyến sẽ hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe lại nha. Còn 160. Đối với 160 thì hiện tại bên Luyến đang bán mức giá là 93 triệu nha. Trả trước 25 triệu là trên xe rồi. Còn đối với bản ABS của 160 thì là 103 đến 105 triệu thì phiên bản. Cả nhà muốn biết chi tiết có thể nhắn tin riêng qua số Zalo cho em Luyến nhé. Ok. Dưới này thì nó có SH Mốt này dành cho nữ này, mọi người nhìn đi, quá trời xe luôn. Đủ màu sắc luôn nhé. Đó, màu hiện tại thì bản tiêu chuẩn thì nhiêu không? Đối với bản CBS thì em đang bán mức giá là 58.900, ABS là 63.900, trả trước chỉ cần là 8 triệu thôi là sở hữu xe rồi. Rất là nhiều màu nhé. Ở dưới có màu đỏ với màu trắng nữa, đỏ trắng này màu xanh, rồi màu phiên bản CBS thì có màu đỏ màu xanh này, rất là nhiều màu sắc cho cả nhà mình ưng màu nào có thể nhắn tin liền cho Luyến nhé. ABS thì có màu xám, màu xám xi măng này, màu bạc này, rồi màu đỏ đen này, màu xanh đen nữa luôn. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại mức giá của nó nhiêu ta? 63.900. 63.900. Bên này Vision. Vision thì báo giá sơ sơ cho cả nhà thôi nha. Mức giá của bản tiêu chuẩn là 32.900, cao cấp là 34.900, thể thao cũng như là cổ điển là 37.900. Thì Luyến sẽ lướt sơ qua màu, tại vì thực ra thì màu zin thì nó đủ màu rất là nhiều luôn. Mà cái kho thì không thể nào chứa được hết được, nên là Luyến sẽ để đại đắc nhiều nơi á. Cái nhà và ô báo nhanh cái đi em. Vario 125 hiện tại bên em đang bán nó mức giá cho cả nhà thì chỉ có 37.900 đến 40.900 nha. Cả nhà muốn biết chi tiết có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến nha. Rất là nhiều màu luôn, zin sơn là đủ màu luôn nha. Ưng màu nào đồ có thể nhắn tin đặt lịch để Luyến hỗ trợ 2 triệu đồng xe lại nhé. Ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip. Xin chào.